ơi, bắt luôn. Thôi. Trời ơi, chị ăn đêm chị không sợ tăng cân hả? Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Lại còn ăn nguyên một hộp như này nữa. Mới bỏ vô miệng rồi sáng giờ được có miếng thịt. Nghe có cái nghiệp làm sao á. Mọi người ơi, ai ăn thịt đó mọi người ơi, chứ mời mọi người ơi. Tự nhiên đi mọi người ơi. Không phải đâu. Cho bà quay phim cục cục. Vì bà không được ăn mấy chân chi thì đúng không? Nè chị cầm ấy. Ăn đi, đỉnh chân chi đó nha. Giỡn không tha. Thế chị ăn dễ thương quá à. Ăn ngon mà. Chén này mình kiếm sốt thịt cơ. Đúng rồi á. Phải chấm mới ngon. Đủ rồi.